Hey yo, xin chào anh em. Trong clip này mình sẽ so sánh hai chiếc micro mang mã hiệu BM900 của thương hiệu AMI và thương hiệu Wai Chang. Ngoài ra BM900 có một số cái mic cũng mang mã hiệu BM900 nhưng của các xưởng gia công, chất lượng không đảm bảo nên mình không có nói ở đây. Trong hai micro này nó khác nhau cái gì và sẽ đưa ra cho anh em lựa chọn đúng đắn khi lựa chọn một mic thu âm phù hợp với túi tiền và cái chất lượng mình mong muốn. Đầu tiên về ngoại hình, chiếc AMI BM900 cho cảm giác cầm nặng tay hơn bởi vì chúng thiết kế dài hơn. Chúng ta thấy rõ ràng một cái của Wai Chang thì làm bằng nhôm và của AMI thì làm bằng sắt. Đây là hai bảng mạch chiếc mic bên trái đây là của Wai Chang với phải của AMI. Chúng gần như hoàn toàn giống nhau về nguyên tắc. Thì đối với cái mạch này có tác dụng là sử dụng nguồn điện 5V của micro chuyển thành 48V sử dụng cho cái màng điện dung trên này. Đây, như nhau. Có chăng là cái tụ của AMI thì đẩy lên đây, còn của Wai Chang thì nằm ở đây. Ăn nhau ở khác cái màng trên này. Chúng đều được trang bị các phụ kiện như là sóc mao bằng kim loại. Nhưng điều khác biệt thứ hai là về dần dây. Thì dây của BM900 AMI có màu xanh và chúng khá là dẻo. Còn dây của BM900 Wai Chang thì chúng cứng hơn và mang màu đen như thế này. Về phần giá cả thì BM900 Wai Chang cho giá thành rẻ hơn so với AMI một khoảng 140. Thì cái giá tiền này đến từ đâu, có phải vì thương hiệu hay không, do AMI sản xuất trước Wai Chang hay không, chúng ta cùng so sánh chất âm. Tại vì chúng ta không nên bỏ tiền vào một cái thương hiệu mà bỏ tiền vào cái chất lượng mà mic thu âm mang lại và sở thích của chúng ta chọn cái nào nữa. Ok, sau đây mình sẽ test thử hai cái mic này với chiếc sao cạc. Ở đây mang ra là có sao cạc Icon UPUP Pro. Cô để cùng một chế độ, 56, cùng để chế độ Max Bitrate như thế này, âm lượng mic như thế này và âm lượng vô máy là như thế này ha. Chế độ 56 là chế độ reverse thôi. Đầu tiên mình sẽ thử với mic BM900 Wai Chang. Đây là âm thanh thu từ mic BM900 Wai Chang. Em có yêu anh không? Trả lời anh đi khi em còn ở đây. Không yêu, xin em cứ nói ra, để cho anh biết em không cần anh đâu. Và đây là âm thanh từ mic AMI BM900. Em có yêu anh không? Trả lời anh đi khi em còn ở đây. Không yêu, xin em cứ nói ra, để cho anh biết em không cần anh đâu. Cá nhân mình cảm thấy thì mic AMI BM900 AMI sẽ cho giọng vocal dày hơn khá nhiều so với mic Wai Chang. Trên đây mình đã làm clip so sánh giữa hai mic BM900 của hai thương hiệu Wai Chang và AMI để đưa ra một cái quyết định khi mà các bạn mua mic thu âm. Nếu mà muốn tư vấn gì thêm, các bạn có thể đến shop K Audio hoặc là liên hệ trực tiếp với mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thấy clip hay, hãy like và share cho mọi người cũng biết nhé. Bye bye.